Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, khoa học đã chứng minh là phụ nữ có những khao khát riêng của họ mà nó mạnh mẽ không hề thua kém đàn ông, thậm chí có những lúc vượt trội. Tuy nhiên, biểu hiện ở phụ nữ dưới dạng những gợi ý tiềm ẩn chứ không lộ liễu như đàn ông. Cũng có những trường hợp phụ nữ hiện đại, họ mạnh mẽ và tự do hơn trong việc thể hiện, bộc lộ mong muốn của mình. Nhưng về cơ bản, phụ nữ thường gợi ý tế nhị, vì vậy đàn ông cũng phải tinh ý mới nhận ra được. Trong video này, Khánh Ngọc xin khái quát một số những biểu hiện gợi ý của phụ nữ trong một số những hoàn cảnh khác nhau, cho thấy là họ đang muốn được gần gũi với đàn ông, quý vị nhé. Quý vị thân mến, phụ nữ đôi khi dè dặt nhưng cũng có lúc nhiệt tình, chủ động. Thật ra quan trọng nhất đối với phụ nữ không phải biểu hiện của họ thế nào, mà là xem người đàn ông trước mặt mình là ai. Nói chung, phụ nữ sẽ ngại ngùng trước người mình thích. Nhưng khi thực sự có khao khát mãnh liệt với bạn, cô ấy sẽ chủ động theo đuổi, chủ động gợi ý và đề xuất. Phụ nữ khi yêu thông thường không có những gợi ý tình dục với người mà họ không có cảm tình. Như vậy chúng ta có thể khẳng định phụ nữ chỉ gợi ý tình dục khi mà trước mắt họ là người đàn ông mà họ thích, hoặc người đàn ông thu hút họ bởi một điều gì đó. Quý vị và các bạn lưu ý nhé. Có nhiều gợi ý khác nhau của phụ nữ, ví dụ như ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt và lời nói. Nhưng điều quan trọng là đàn ông phải nắm được, phải đọc được những tín hiệu đó từ phụ nữ. Về ngôn ngữ cơ thể, phụ nữ sẽ gợi ý rằng họ muốn ngủ với đàn ông khi họ thường xuyên tiếp xúc cơ thể. Tiếp xúc, đụng chạm cơ thể là một trong những ngôn ngữ trực diện nhất của phụ nữ khi họ ham muốn và khao khát với một người đàn ông. Trong những trường hợp bình thường, khi một người phụ nữ ở một mình với người đàn ông mà cô ấy thích, nếu như không có ham muốn, cô ấy sẽ luôn duy trì một khoảng cách phù hợp và hạn chế những tiếp xúc có thể khơi gợi ham muốn ở người đàn ông. Thậm chí một số người còn ăn mặc rất kín đáo. Tuy nhiên, khi một người phụ nữ cảm thấy muốn gần gũi về mặt thể xác, muốn tiếp xúc thân mật hơn với người đàn ông, thì tâm trạng cô ấy trở nên bồn chồn, bứt rứt và cố tình có những va chạm, đụng chạm về mặt cơ học. Cô ấy ăn mặc mát mẻ, cố tình để lộ ra một chút da thịt, chạm da vào nhau để tạo ra sự kích thích. Ngoài ra các bạn cũng lưu ý, khi yêu nhau ở mức độ thân mật rồi thì các bạn thường trao cho nhau những nụ hôn. Về mặt khoa học, người ta xác định rằng nếu người phụ nữ muốn kéo dài nụ hôn, tức là hôn sâu đấy ạ, thì nhu cầu của cô ấy sẽ tăng dần theo thời gian. Thông thường khi hôn quá 3 phút mà cô ấy không có biểu hiện ngừng lại, tách rời người đàn ông ra, thì lúc đó cô ấy đang hy vọng người đàn ông sẽ tiến xa hơn. Gần như cô gái đã loại bỏ cơ chế phòng vệ của bản thân. Gợi ý thứ hai của một người phụ nữ khi muốn gần gũi với đàn ông là họ rủ bạn uống rượu và không ngại về phòng bạn sau khi nhậu. Ai cũng biết, rượu có thể làm cho con người can đảm. Sau khi uống, ở một số điều mà trong hoàn cảnh bình thường người ta ngại nói hoặc làm sẽ được nói và làm sau khi lợi dụng sức mạnh của rượu. Phụ nữ có thể nói với đàn ông những cái điều mà cô ấy chưa nói, hoặc có những hành động trực tiếp với đàn ông. Rượu có thể khơi dậy ham muốn ở đàn ông, đồng thời có thể khiến phụ nữ trở nên bạo dạn hơn,
mạnh mẽ hơn về những chủ đề thường gây đỏ mặt và ngại ngùng như là tình dục. Khi một phụ nữ mời bạn đi nhậu, cùng uống với bạn rồi về phòng của bạn, thì gần như cô ấy đã không ngại lên giường với bạn trong hoàn cảnh đó. Vì phụ nữ hoàn toàn biết mục đích của đàn ông là gì. Đừng nói là phụ nữ ngây thơ, không biết rằng đàn ông rất muốn lên giường với cô ấy khi đã uống rượu. Họ cũng biết thừa rằng khi đã uống rượu rồi, về phòng riêng của một người đàn ông hay là vào nhà nghỉ thì rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, đó phải là người đàn ông mà cô ấy thích. Chúng ta loại trừ những trường hợp khác. Một trường hợp khác là con gái chủ động tìm đến bạn sau khi cô ấy uống rượu say. Khi con gái uống rượu và chủ động tìm kiếm đến người đàn ông là họ muốn tìm một cái cảm giác thân mật từ người đàn ông đó. Và họ đương nhiên đã chủ động xóa bỏ lớp phòng vệ của mình trước người đàn ông. Gợi ý thứ ba là cô gái chủ động nói về các chủ đề giới tính. Chủ đề giới tính là chủ đề rất nhạy cảm, đặc biệt là giữa nam và nữ. Nói chung, ở những chủ đề riêng tư như vậy thì chỉ được thảo luận giữa các cặp vợ chồng với nhau. Dù sao thì cả hai cũng đã có quan hệ thân mật rồi, nên chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng với các cặp đôi chưa từng có quan hệ chăn gối với nhau thì lại là chuyện khác. Phụ nữ khi chủ động nói chuyện với đàn ông về giới tính cho thấy một điều rằng cô ấy là một người cởi mở, rõ ràng trong chuyện chăn gối. Phụ nữ này có hai loại. Loại thứ nhất, đàn ông không dễ dàng chạm được vào người cô ấy. Loại thứ hai thì dễ dàng hơn nhiều vì họ vốn dĩ đang muốn tìm hiểu, muốn thăm dò người đàn ông hoặc là cố ý khơi dậy ham muốn của đàn ông. Loại này vừa có kinh nghiệm và vừa có ham muốn cao. Vì vậy, ở kết thúc những cuộc trò chuyện về chủ đề giới tính thì giữa đàn ông và phụ nữ rất dễ lên giường với nhau. Thứ tư là phụ nữ chủ động hẹn hò với bạn đi chơi vào buổi tối và không có khái niệm thời gian khi ở bên nhau. Phản ứng của cơ chế phòng vệ của phụ nữ thường yếu hơn khi về đêm. Khi phụ nữ chủ động hẹn hò muốn đi chơi với đàn ông thì cơ chế này gần như xóa bỏ. Thêm vào nữa, nếu cô ấy không có khái niệm về thời gian, chẳng hạn một số cô gái sẽ phải về nhà trước 10 giờ đêm hoặc sớm hơn là 9 giờ đêm. Nhưng nếu một cô gái ở bên người đàn ông sau 0 giờ đêm, thậm chí là muộn hơn, thì rõ ràng là cô ấy sẵn sàng ngủ qua đêm với người đàn ông đó. Khánh Ngọc nhắc lại rằng phụ nữ trở nên mềm yếu hơn nhiều và cần sự tiếp xúc tình cảm với đàn ông nhiều hơn vào buổi tối. Nhưng vẫn là lưu ý ban đầu, ở tất cả những gợi ý này, phụ nữ chỉ dành cho người đàn ông mà cô ấy thực sự thích. Và giữa hai người đã có những cái biểu hiện hành vi thân mật ở một mức độ nào đó, các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, không cái gì là tuyệt đối. Do đó, những gợi ý về mặt ngôn ngữ cơ thể hay hành vi, ánh mắt, lời nói của phụ nữ cũng chỉ ở mức độ tương đối. Nó không hoàn toàn chính xác với tất cả mọi người. Trong thời đại và cuộc sống như ngày nay, phụ nữ nếu muốn họ sẵn sàng thể hiện một cách trực diện với đàn ông, tuy nhiên cũng có những trường hợp họ dùng những gợi ý tinh tế. Còn rất nhiều nữa, nhưng trong video này, Khánh Ngọc chỉ khái quát 4 điều cơ bản phổ biến nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.